quý vị thân mến, trong chiến tranh Việt Nam, nhiều trận chiến của quân đội Mỹ tuy gặp thất bại nặng nề trước quân giải phóng, nhưng quân Mỹ vẫn rất khéo léo che giấu sự thật ấy trong thời gian dài, đồng thời công bố với báo giới về hàng loạt các chiến công giành được trên chiến trường miền Nam. Trong số đó, trận thảm bại của quân Mỹ vào tháng 10 năm 1967 trước quân giải phóng cũng bị che giấu như vậy. Trận đánh này được sử liệu gọi là trận Suối Ông Thành. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết trận đánh trong video ngay sau đây. Trận Suối Ông Thành, Trung đoàn đói Việt Cộng đánh tan tác Sư Tử Đen của quân đội Mỹ. Tới đầu năm 1967, có khoảng 490.000 lính Mỹ tại miền Nam Việt Nam cùng khoảng 850.000 quân Việt Nam Cộng Hòa, Hàn Quốc và các nước đồng minh khác. Và người dân cùng các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ bắt đầu ôm mộng lớn. Họ tin rằng năm 1967 sẽ là năm tiêu diệt được cả những người miền Nam chiến đấu trong mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, hay họ gọi là Việt Cộng, và các đồng minh Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của họ, những người đã thâm nhập vào miền Nam. Mặc dù vậy, để làm được điều đó, cần một số lượng khổng lồ các chiến dịch đa sư đoàn và có sự tham gia của tất cả các quân chủng trong quân đội. Ngay từ cuối năm 1966, họ đã bắt đầu lên kế hoạch cho kỷ nguyên các trận đánh lớn và nhất là cho các chiến dịch được phác thảo nhằm triệt để nhổ gốc rễ quân địch ở xung quanh thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa, đó là Sài Gòn. Trong những tháng kế tiếp, các kế hoạch đó đã kéo theo sự tham gia của hàng trăm nghìn binh lính, gây ra cái chết cho hàng ngàn người thuộc cả hai phe, đồng thời làm cho những hoài nghi đang âm ỉ về những nỗ lực chiến tranh ở trong nước trở nên sôi sục. Chính vì vậy, vào năm 1967, liên tục có những trận đụng độ lớn giữa quân Mỹ và quân giải phóng chung quanh khu vực chiến khu C, hay còn gọi là chiến khu Dương Minh Châu. Giữa lực lượng là Sư đoàn 1 Anh Cà Đỏ của Mỹ và Sư đoàn 9 quân giải phóng, điển hình như các trận càn Sandefjord, Junction City, v.v. Tháng 7 năm 1967, Sư đoàn 1 Bộ binh Mỹ dưới quyền Thiếu tướng John Hay đã tổ chức một cuộc càn quét vào chiến khu D với mật danh chiến dịch Operation Building. Đến tháng 9, tướng Hay tiếp tục điều lữ đoàn 2 bộ binh tiến hành lục soát phía nam tỉnh Bình Dương, trong khi lữ đoàn 3 chịu trách nhiệm bảo vệ con đường huyết mạch quốc lộ 13 với mục tiêu là tiêu diệt trung đoàn 271 do Đại tá Võ Minh Chiết chỉ huy của Sư đoàn 9 đang nghỉ ngơi để tái trang bị cũng như bổ sung và huấn luyện các binh sĩ mới. Chiến dịch được đặt tên là Operation Senado 2. Ngày 29 tháng 9, tướng John Hay đã ra lệnh cho Đại tá George Newman là lữ đoàn trưởng lữ đoàn 1 của tiểu đoàn 1 thuộc trung đoàn 2 và tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn 28 đến phía Bắc Long Nguyên, và lệnh cho Đại tá Frank Blasey, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 3, điều tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn 2 và tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn 28 đến phía Nam Long Nguyên. Trong những ngày đầu chiến dịch, quân Mỹ chỉ đánh những trận lẻ tẻ. Trung đoàn của Đại tá Võ Minh Chiết lúc này thiếu thốn quân lương nên đã chọn đóng quân ở Suối Ông Thành để dựa vào đội hậu cần 83. Tháng 10 năm 1967, Đại tá Terry Allen, chỉ huy tiểu đoàn 2, trung đoàn 28 Sư Tử Đen, được giao nhiệm vụ càn quét tìm diệt quân giải phóng tại một số khu vực nằm giữa Sài Gòn và biên giới Campuchia, trong đó có khu vực Tây và Bắc thị trấn Lai Khê. Nhiệm vụ này vốn là một phần của chiến dịch Senado 2, vì vậy trung đoàn 28 đóng quân tại Lai Khê để thuận lợi tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Ngày 4 tháng 10, Đại tá chỉ huy tiểu đoàn 1 là Joseph Stauffer đối đầu với quân giải phóng, cách 7 km về phía tây nam Trơn Thành và tiêu diệt 12 quân giải phóng. Trung tá Richard Cavazos của tiểu đoàn 1/18 lúc này yêu cầu không kích để dọn bãi đáp và lập doanh trại phía tây của Đại tá Stauffer để chủ động hỗ trợ khi cần thiết. Ngày 6 tháng 10, trời mưa nặng hạt, quân giải phóng tấn công vào trại nhưng bị đẩy lùi. Ngày 8 tháng 10, tiểu đoàn của Đại tá Allen nhận được tin báo quân giải phóng bị đánh lui và đang ẩn nấp tại khu vực gần Trơn Thành. Ba đại đội của tiểu đoàn là Alpha, Bravo và Delta, ký hiệu là ABD, được lệnh di chuyển bằng trực thăng vận 21 km về hướng Tây Bắc Lai Khê để tiêu diệt quân giải phóng. Đại đội thứ tư của tiểu đoàn là đại đội Charlie, được điều đi hỗ trợ ở mặt trận khác, đó là bảo vệ đường tiếp vận cho đoàn pháo binh 15 Hoa Kỳ. Đến nơi, ba đại đội ABD của tiểu đoàn 2 đóng quân ở khu vực ngã ba Suối Ông Thành. Đây là một vị trí có nhiều cây cao và bụi cây đan xen rất dày.
có nhiều con lạch nhỏ thuận lợi để trú ngụ. Ngay khi vừa ổn định binh lính thì quân Mỹ đã phát hiện được những dấu vết của quân giải phóng. Mỗi khi đi lùng sục xung quanh khu vực đóng quân thì chúng đều phát hiện được những vết tích của Việt Cộng. Sau đó ít lâu thì ngày 16 tháng 10, quân Mỹ đã chạm súng với một phần của Trung đoàn 1, quân đoàn giải phóng miền Nam Việt Nam do Đại tá Võ Minh Chiết chỉ huy. Sau này Đại tá Chiết kể lại những ngày gian khổ đó, ông cho biết Trung đoàn của ông đang trên đường hành quân cho một chiến dịch khác thì hết gạo ăn và phải dừng lại để chờ đoàn 83 đưa gạo đến tiếp tế. Thế nên, việc trung đoàn của ông phải đụng độ với quân Mỹ ngay tại khu vực đóng quân chờ tiếp viện lương thực là hoàn toàn bất ngờ vì lực lượng lúc đó đã rất mệt mỏi và không sẵn sàng cho các trận chiến. Dù quân lính của ông đã tìm cách ẩn nấp và cố gắng tránh đụng độ với quân Mỹ, nhưng việc bị địch phát hiện và tấn công là không thể tránh khỏi. Cho đến sáng ngày 17, khi trận đánh diễn ra, trung đoàn của ông đã hết gạo ăn được 6 ngày rồi. Trận chiến không cân sức nên là quân ta gặp trở ngại lớn. Sau 5 ngày đêm lùng sục thì vào đêm 16, Mỹ huy động B-52 ném bom khu vực suối Ông Thành để mở đường cho một trận càn mới và sáng hôm sau được thuận lợi. Quân Mỹ thì tưởng rằng quân giải phóng đã kiệt sức, không thể chiến đấu nên đến sáng ngày 17, Mỹ đã đưa 2 đại đội bộ binh và một nhóm sĩ quan chỉ huy thuộc tiểu đoàn 2, trung đoàn 28, sư đoàn 1 bộ binh vào đọ sức trực tiếp hòng tiêu diệt đến cùng quân giải phóng. Dù vấp phải nhiều ý kiến phản đối trong nội bộ, đặc biệt là từ chỉ huy đại đội Delta là trung úy Clarkwest, dù quân giải phóng đang đuối sức nhưng việc dàn quân đối mặt trực tiếp là khá nguy hiểm. Thế nhưng, tiểu đoàn trưởng Allen đã đưa ra quyết định là mở một cuộc hành quân bằng bộ binh vào thẳng nơi quân giải phóng đang ẩn nấp. 8 giờ sáng ngày 17 tháng 10, đại đội B được cử ở lại làm nhiệm vụ bảo vệ doanh trại dã chiến. Trung tá Allen cùng 9 sĩ quan chỉ huy khác và 2 đại đội A và D, tổng cộng là 160 người, đã trực tiếp mở cuộc hành quân đánh trực diện để tiêu diệt cứ điểm của đối phương. Vì khu vực quân giải phóng đóng quân, cây cối rất rậm rạp, đi lại khó khăn, nên khoảng 2 giờ đồng hồ, quân Mỹ mới chỉ tiến được 800 mét. Chỉ huy đại đội A, đại úy Jim York đã nói: "Chúng tôi không nhìn hay nghe thấy đối phương, nhưng họ lại ở ngay xung quanh chúng tôi." Đại đội A đi trước dẫn đường, đại đội D cùng với 10 sĩ quan chỉ huy hành quân ngay sau làm nhiệm vụ hỗ trợ cho đại đội A. Mỹ ước tính quân giải phóng có quân số của một trung đoàn là khoảng 1.400 người, nên nếu đánh giáp mặt thì chúng phải chống đỡ với tỷ lệ là lên đến 1 chọi 10. Tuy vậy thì theo thông tin từ cuộc trả lời phỏng vấn đài của Đại tá Chiết vào năm 2005, thực ra tham gia trận đánh hôm đó chỉ có 2 tiểu đoàn của trung đoàn 1 với quân số không đầy đủ, tổng cộng ước tính khoảng 600 người. Ngoài ra thì quân giải phóng được tăng cường 200 quân của đội hậu cần 83 đã tổ chức phục kích quân Mỹ từ ba mặt. Quân giải phóng đã dự tính được cuộc càn quét này nên họ đã chủ động tổ chức phòng thủ từ vài hôm trước. Họ bố trí những công sự cá nhân, hầm trú ẩn tránh bom và cả những vọng gác bằng chính những cây cao rậm rạp, nơi mà họ trèo lên đó, ngụy trang và chờ quân Mỹ xuất hiện. Khoảng 10 giờ sáng, đại đội A bất ngờ dừng tiến quân. Chúng bắt đầu nghi ngờ và cho người đi truy vết. Cùng lúc này, chúng phát hiện thấy dấu chân người và cả bóng người thấp thoáng sau những lùm cây. Đúng lúc đó, một loạt những tiếng gõ mạnh được truyền qua lại giữa những thân cây gỗ và hiệu lệnh đồng loạt nổ súng của quân giải phóng bắt đầu. Trung đội tiên phong của đại đội A là bộ phận đầu tiên hứng chịu hỏa lực của quân giải phóng. Đó là súng trường cá nhân, súng máy mặt đất, súng phóng lựu RPG và cả mìn Claymore. Quân Mỹ bị tấn công bằng hỏa lực từ khắp mọi nơi, thậm chí từ trên cây cao bắn xuống, nơi lính, quân giải phóng ngụy trang và ẩn nấp nên không kịp trở tay. Người đầu tiên tử trận là Lynn Bryden với 6 vết đạn trên người. Trung đội trưởng Johnson bị bắn đến chết bởi gần 100 phát đạn. Lính cứu thương Tom Hinder chạy dưới làn mưa đạn để kịp thời cứu chữa những người bị thương, trong khi một số khác thì trườn đến vị trí thích hợp để bắn trả. Số khác cố gắng bò thấp để cứu đồng đội ra khỏi khu vực nguy hiểm. Thấy tình hình nguy cấp, trung đội bị tấn công bất ngờ, con số thương vong dần tăng lên. Đại úy George đã điều đội thứ 2 lên tiếp cứu. Tuy nhiên, sự tấn công liên tục của quân giải phóng làm trung đội này cũng bị thiệt hại nặng chỉ trong ít phút. Lính tiền tiêu, lính điện đài và lính trinh sát đều bị chết. Một lính cảm tử của quân giải phóng cầm một trái mìn Claymore xông thẳng vào nhóm lính Mỹ nơi đại úy George đang đứng và kích cho trái mìn nổ tung. Bị đánh bất ngờ, George không kịp chạy thoát nên bị thương nặng và ngất đi. Vài lính Mỹ chết và bị thương nằm xung quanh ông ta. Chỉ ít phút sau khi nổ súng, đại đội A đã bị tiêu diệt gần như hoàn toàn.
Đại đội đi, được điều động đi ứng cứu, thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ, vừa đưa những người bị thương về cứu chữa, vừa thay thế từng vị trí của đại đội A đã bị tiêu diệt để chiến đấu. Sau khi tiêu hao lực lượng của trung đội A, hỏa lực của quân giải phóng từ các phía chuyển hướng dồn cả về đại đội đi. Quân giải phóng lợi dụng được vị trí bố phòng, ẩn nấp trong từng vị trí, trong khi quân Mỹ hoàn toàn thiếu sự che chắn, họ phơi mình ra trước hỏa lực của đối phương. Rút kinh nghiệm chiến đấu từ đại đội A, đại đội đi đã cẩn thận di chuyển. Chúng nấp lại tại vị trí chiến đấu sau từng lùm cây, sau mỗi gốc cây và sau bất cứ thứ gì có thể tránh đạn và tránh cả tầm quan sát của đối phương. Cùng lúc thì đại tá Chiết đã tung tiểu đoàn dự bị đánh mạnh vào sườn phải của quân Mỹ để uy hiếp địch. Lính phóng lựu tên là Bill Marquette đã hoảng sợ, ẩn nấp lại sau gốc cây. Hắn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của đối phương đang chạy đến gần gốc cây nơi hắn ta đang nấp, rồi lại chạy ra xa để tìm. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Marquette đã tiêu diệt một lính bắn tỉa của đối phương bằng một phát M79. Nhận thấy không thể cầm cự được lâu thì lính trinh sát của đại đội đi là Harold Durham đã tìm cách gọi pháo binh hỗ trợ, tránh đại đội bị tổn thất lớn. Ban đầu thì yêu cầu này bị từ chối vì chỉ có đại đội A là đại đội dẫn đường mới được phép gọi pháo binh hỗ trợ. Người lính này khẳng định qua điện đàm rằng đại đội A đã bị đối phương tiêu diệt hoàn toàn và giờ đại đội D đang chiến đấu mới là đại đội chủ lực dẫn đường để được quyền gọi pháo binh. Chỉ huy đại đội D là Trung úy Clark West đã nói: "Thật quá thần kỳ, rất thần kỳ rằng anh ta đã gọi được pháo binh." Durham sau đó đã bị giết ngay lập tức bên điện đài khi đang định vị cho pháo binh. 2 giờ đồng hồ chiến đấu với quân giải phóng như một cơn ác mộng với lính Mỹ. Thương vong của quân Mỹ là quá lớn, trong đó đa số là các chỉ huy, toàn bộ 10 sĩ quan chỉ huy, trong đó có đại tá Allen đều tử trận. Trung sĩ Lee Bright chết gục trên người đại úy George. Trung úy West, đại đội trưởng đại đội đi bị thương. Ông trườn đến bên cạnh đại tá Allen bị thương nặng trong cơn hấp hối. West nói được vài lời cuối với Allen rồi ngất lịm đi, cho đến khi ông được quân Mỹ cứu về và tỉnh lại tại bệnh viện Long Bình. Trung tá Allen tử trận ngay trên chiến trường. Theo lời vợ ông ta, thì bà được thông báo là sau đó họ không tìm thấy xác của chồng bà. Cho đến khi đại tá Chiết ra lệnh ngừng bắn và rút quân, thì quân Mỹ mới dừng bị thiệt hại. Theo lời kể của ông, khi đó ông nhận thấy toàn bộ quân Mỹ đã bị tiêu diệt và hỏa lực của chúng đã tắt. Sau đó ông điều động quân lính đi kiểm tra, thu dọn chiến trường trước khi rút đi. Tuy vậy, trước đó ông đã lo ngại rằng sức mạnh không quân và pháo binh của Mỹ sẽ gây thương vong nặng nề cho đơn vị của ông, nhưng thực tế là ngược lại. Không có một con số cụ thể nào về thương vong của quân giải phóng. Thế nhưng, quân Mỹ lại đưa ra trước báo giới ước tính là 101 quân giải phóng hy sinh. Đây được coi là thông tin bị thổi phồng lên để nhấn mạnh quy mô chiến thắng của người Mỹ trong một trận chiến mà chỉ có thiệt hại. Theo đại úy George, thương vong sẽ còn cao hơn nếu đại đội A ban đầu không dừng lại tại nơi mà họ phát hiện dấu chân của Việt Cộng. Ông ta nói, nếu chúng tôi tiếp tục tiến thêm, có lẽ toàn bộ chúng tôi sẽ bị tiêu diệt. Trên thực tế thì năm 1967, đại đội A và đại đội D của tiểu đoàn 2 trung đoàn 28 bộ binh Sư Tử Đen của quân đội Mỹ đã bị cuốn vào một trận chiến khốc liệt trong chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, những biên bản ghi chép về trận đánh này mãi đến năm 1991 mới được công bố trước công chúng. Quý vị thân mến, dù gặp thất bại nhục nhã và chịu nhiều tổn thất nặng nề, nhưng giới quân sự Mỹ tìm mọi cách bưng bít thông tin về trận đánh và đã khá thành công trong hoạt động này. Trong thời gian diễn ra cuộc chiến tranh Việt Nam, những thông tin chi tiết về trận đánh đáng hổ thẹn của Mỹ đã không được thông báo đầy đủ đến công chúng Mỹ, ngược lại còn bị bóp méo. Nhiều tờ báo và hãng tin của Mỹ vẫn tường thuật trận đánh này là một chiến thắng của quân đội Mỹ. Chỉ đến năm 1991, khi các báo cáo đầy đủ được công bố, sự thật về trận chiến này mới được phơi bày, người dân Mỹ mới biết những thông tin trước đó chẳng qua là một thủ đoạn để che giấu sự thất bại thảm hại của quân đội Mỹ.